Rồi, chúng ta làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hai lớp 9 em nhé. Đề như sau. Hòa tan hỗn hợp gồm có hai chất vào trong nào hóa dư thu được dung dịch X. Em tính cho thầy mol NaL và mol NaL23 bằng bao nhiêu? Đây, L là 0,01. Chúng ta tư duy đã, còn vấn đề còn lại trình bày thì nó cũng khá đơn giản. Khi chúng ta đã tư duy được thì trình bày nó dễ lắm. 0,02. Rồi. Như vậy trong hai trường hợp hai chất này thì cả hai chất chúng ta đều tác dụng được với nào hóa dư. Chúng ta có phương trình như sau. Al cộng nước cộng NaOH. Đem tạo thành NaAlO2 cộng H2. Như vậy, tiếp theo là Al2O3 tác dụng với NaOH để tạo thành NaAlO2 cộng H2O. Em đi cân bằng, đây là 2, 2, đủ. Khi chúng ta có số mol hai chất này thì chúng ta sẽ chuyển mol thôi, 0,01, 0,02. Như vậy, dung dịch X chúng ta thu được là dung dịch này. Bạn nghe kỹ. Khi người ta cho CO2 tác dụng bởi dung dịch X thì thu được cái tua X1. Rồi, nghe. CO2 tác dụng bởi thằng này. Thì bạn biết là gì? CO2 trong dung dịch thì có nước, hiểu không? Để tạo thành NaAlO2. Rồi tại sao phần này xảy ra thì mình giải thích cho bạn như thế này. Bạn cần phải hiểu bản chất. Bạn nhớ thầy là cái CO2 chúng ta tạo thành một axit là H2CO3. Tức là axit của thằng này sẽ mạnh hơn HAlO2 ngậm phân tử nước. Được chưa em? Thằng này tức là AlOH 3 lần đấy em ha. Axit mạnh thì đẩy axit yếu văng ra khử muối thế thôi. Như vậy đây nó sẽ tạo thành Na. Vì CO2 chúng ta đây là có dư. CO2 dư thì nó tạo mũ axit NaHCO3 cộng AlOH 3 lần. Tại sao là có điều này thì giải thích luôn. Em hiểu như thế này. Bản chất AlO2 của chúng ta là muốn tạo thành AlOH 3 lần thì nó cần có gì? Cần có AlO2 là một này, H và nước. Như vậy đây có nước chưa? Có. H là do H2CO3 có trong này sinh ra, thế thôi. Em hiểu vấn đề chứ hả? Tới đây bạn hiểu chưa để dạng tiếp nào? Em vẫn chưa hiểu lắm thì dạy lại đi Nghe lại, bản chất là Al cái NaAlO2 này là muối em ha, đây dạng axit khoáng này, axit của thằng này yếu hơn H2CO3, H2CO3 chúng ta là CO2 và nước đấy, bản chất là axit mạnh sẽ đẩy axit yếu ra khỏi muối, được chưa? Thằng này khi là muối thì nó sẽ biến thành này, đây dạng axit, đây tức là AlOH 3 lần, hai thằng này là AlOH 3 lần này, được chưa? Mà vì ở đây là CO2 dư. Đúng đó là đây nó sẽ tạo muối Na2CO3 nhưng mà vì CO2 dư tác dụng với nước với Na2CO3 để tạo ra muối axit NaHCO3 thế thôi. Được không thưa ơi? được. Tổng số mol nó là 0,05 này. Tích chịu của đây nó là 0,05 này. Được chưa em? Đây là phương trình 1. Đây là phương trình 2, đây là phương trình 3. Như vậy chúng ta thu được cái tua đây là x1, đây là x1 nè. Người ta yêu cầu chúng ta là nung x1 đến khối lượng không đổi thu được chất rắn x2. Điều cầu chúng ta tính khối lượng x2. Trang hiểu chưa Trang ơi? Al23 là chất cái tủa thì nó bị nhiệt phân biến thành Al2. Sẽ là AlOH 3 lần là chất cái tủa. Khi nhiệt phân thì nó biến thành Al23 cộng H2O. Số mol có rồi. Chuyển thôi. Cho đây em đi tính khối lượng của x2. Khối lượng x2 là khối lượng của Al2O3. Em tính cho thầy bao nhiêu?
2,55 gam. Rồi. Rồi, câu này nó chỉ như vậy thôi. Rồi các bạn có ý kiến gì không? Và thầy thầy đánh giá thì nó là một câu hỏi dễ em nha. Thư ý kiến nhầm thơ. Dạ không. Trong bài này mình hiểu được cái tính chất của CO2 tác dụng với NaLO2. Bản chất là tại sao nó tác dụng được thì giải thích rồi đó. Bản chất là axit mạnh đẩy axit yếu hơn ra khỏi muối thế thôi.